tên là Giang. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề đó là bệnh mạch máu ngoại biên, peripheral artery disease. Chúng ta sẽ không học theo phương pháp cũ đó là song thủ hô hấp, mà hôm nay chúng ta sẽ nói về triệu chứng, hội chứng và bệnh. Đầu tiên chúng ta sẽ có triệu chứng là claudication, hội chứng Raynaud và bệnh Bẹt Gê. Như là chúng ta sẽ nói đến claudication. Claudication là một cái thuật ngữ mà liên quan đến được dịch ra là triệu chứng đau cách hồi xảy ra ở những cái bệnh nhân mà khi mà người ta đi bộ hoặc là người ta đứng thì họ sẽ cảm thấy tê, bị đau, tê cống và giảm khi mà người đó ngồi nghỉ. Thuật ngữ claudication xuất phát từ thuật ngữ Latin. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến hội chứng Raynaud. Hội chứng Raynaud thì dùng cho cả chân và cả chi trên và chi dưới. Một số theo tài liệu này thì ta thấy là người ta cũng có nói đến là dùng cho bệnh tim và bệnh não, nhưng mà chúng ta sẽ không đề cập ở đây. Cuối cùng là chúng ta sẽ nói đến bệnh Bẹt Gê. Bệnh Bẹt Gê thì thực sự là có một cái sự khó hiểu ở đây, là bởi vì chúng ta không có hiểu được cái cơ chế bệnh sinh của bệnh Bẹt Gê, nhưng mà chúng ta vẫn phải gọi nó là bệnh chứ không có gọi nó là hội chứng, thì có một sự khó hiểu ở đây. Đây là bệnh, hình ảnh của bệnh Bẹt Gê. Bệnh Bẹt Gê thì thường xảy ra ở những người hút thuốc lá, và bác sĩ khuyên rằng những người mà mắc bệnh Bẹt Gê thì chúng ta nên là bỏ thuốc lá, nhưng mà không hiểu tại sao mà phải bỏ thuốc lá. Đây là hình ảnh là cái bệnh Bẹt Gê này là sẽ có sự kết hợp phối hợp giữa bác sĩ hoặc thô và bác sĩ mạch máu. Thì người ta sẽ sử dụng phương pháp là nội soi để cắt cái hạch giao cảm ở vùng chậu để trị cho những người bị mắc bệnh Bẹt Gê.